Rồi chào các bạn nha. Hôm nay thì Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn cái ban mà iPhone 6 mà mình chụp camera trước thì không có, camera sau thì có nha các bạn. Có nghĩa là đây nè, mình đã lấy cái cùm cam khác rồi nhưng mà mình thay vô vẫn không được, vẫn không chụp được cam trước nha các bạn. Thì đây mình thử cho các bạn coi ha. Đó, có nghĩa là đó, cam sau là bình thường nha các bạn, nhưng mà cam trước nè, chuyển qua cam trước là không được. Đó, nó cứ một màu đen vậy thôi. Đó, cam sau là được. Đó, thì hôm nay Hà sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất mà không phải sơ đồ, không phải mất thời gian nhiều, mà ai cũng có thể làm được nha các bạn. Còn các bạn nào thợ thầy này kia thì bỏ qua cho Hà nha. Rồi bây giờ chúng ta tắt đi các bạn, chúng ta tắt nguồn đây rồi chúng ta tiến hành, chúng ta tháo ra ha. Các bạn thông cảm nha, làm một tay nó hơi khó một chút. Rồi. Rồi nhổ ra nha các bạn. Nhổ sẽ ăn nấm luôn. Chắc để mình dừng chút, mình tháo ra các bạn, chứ một tay làm lay quay cái ăn cái màn hình nữa mệt các bạn. Này các bạn, mình tháo ra xong rồi các bạn nè, các bạn để ý nha. Ví dụ như trên cái bo ngay chỗ cái socket mà camera này nè các bạn để ý cái lớp mà mũ cao su ở phía trên cái chỗ IC á, các bạn cạo ra. Đó, các bạn cạo cái con ba cái con này ra nha, đừng để cạo xuống dưới, cũng đừng cạo lên trên. Trong ba con này có một con bị lỗi là nó sẽ không có chụp được nha các bạn. Đó, thì các bạn khi các bạn cạo ra đó, các bạn lấy cái dao nhọn á, mỏng mỏng á, các bạn cạo nha, đừng có làm mạnh quá, nó đứt luôn nha các bạn. Đó, thì các bạn cạo ra, các bạn lấy cái dao á, các bạn chằn chằn coi. Nếu mà con IC nào mà nó lỏng lỏng chân nha các bạn, là con nó sắp hư rồi đó, là nó hư rồi đó. Mình xài lâu ngày á, nó lỏng đó, thành ra là coi như là lúc chụp được lúc không nha các bạn. Thì đó, ví dụ như con này nè, con này các bạn coi nè, đó nó nhúng nhúng các bạn, còn hai con này cứng ngắc nè, cho nên các bạn khử này bỏ luôn đi, con mà nhúng nhúng á mình khử lên. Đó, khử lên luôn nha các bạn. Tại vì đằng nào nó cũng không ăn nữa rồi, các bạn khử lên luôn. Như cái này các bạn làm cẩn thận, làm từ từ nha các bạn, chứ các bạn làm nhanh là không được nha. Đó, con này nè các bạn. Đó, để mình chuyển qua cái clip cho các bạn coi ha. Kính lớp của mình thì là mình chưa có chuẩn bị kỹ đó các bạn, cho nên là nó còn hơi lóng nga lóng ngóng nha các bạn. Đáng lý ra cái này là mình phải có cái kẹp đó các bạn, mình kẹp vô ngay kính đó, để cho các bạn nhìn thấy. Đó, các bạn thấy mình phủi cái con nó ra rồi không? Đó, nè mình chỉ cho các bạn nha. Cái con đó, cái con bốn chân đó mình phụi ra rồi nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình câu dây từ cái mối này qua cái mối này qua cái mối này nha các bạn. Cái này là không, các bạn cứ câu dây bình thường nha, không có sợ nha. Nhưng mà cái mỏ hàng của bạn phải cực kỳ kỹ á, nhỏ chứ mỏ to các bạn đưa vô một cái là nó dính chân y xèo á. Rồi bây giờ Hà bỏ, Hà làm, Hà câu cho các bạn coi, rồi lát nữa thử cho các bạn nha. Đó các bạn câu hai sợi đi ngang qua giống như Hà vậy nha các bạn. Đó, các bạn câu tắt qua từ mối này qua mối kia, nhưng mà cái này các bạn câu cho nó kỹ chút nha. Rồi giờ Hà sẽ đáp vào nha. Sau khi mà lắp màn hình xong rồi á, thì mình bật nguồn lên rồi mình bấm thử nha các bạn. Đó, Giờ vô camera nè. Đây là camera sau nha các bạn. Rồi mình bấm trước thử coi. Đó, trước được nha các bạn. Đó. Đây, trước được. Đây, mình đang ngồi sửa ngoài trời luôn nè. Đó, vậy là thành công nha các bạn. Đó. Thì đó là cái ban camera của 6G nha các bạn. Thì bạn nào thấy hay nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ giúp Hà nha, để Hà sẽ ra những cái video hay hơn, hấp dẫn hơn mà hướng dẫn các bạn sửa ở nhà miễn phí mà không phải tốn tiền nhiều nha các bạn. Các bạn nhớ subscribe cho Hà rồi nhớ ủng hộ kênh Hà nha. Rồi chào các bạn, chúc các bạn may mắn nha.